Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe máy Minh Thành Minh Phúc. Mình là Hiền, nhân viên bán hàng tại cửa hàng Xe máy Minh Thành 2, có địa chỉ tại ngã tư phố Me, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong video ngày hôm nay, Hiền sẽ cập nhật với các bạn về chương trình khuyến mại cũng như báo giá các dòng xe Honda trong dịp cuối tháng 7 này và đầu tháng 8 các bạn nhé. Đầu tiên Hiền xin giới thiệu với các bạn một chương trình khuyến mại rất lớn của nhà máy Honda, đó là chương trình quà phim hơn cả đã Honda. Đối với chương trình này thì các bạn áp dụng với dòng xe Winric và dòng xe Wenfar và Weblade. Khi các bạn mua xe Winric, các bạn sẽ nhận được quà khuyến mại lên tới 4 triệu đồng, đó là một chiếc điện thoại Samsung A13 hoặc là một chiếc loa Bluetooth. Còn đối với dòng xe Wenfar và Weblade, khi các bạn mua hai dòng xe này, các bạn sẽ nhận được hỗ trợ lệ phí trước bạ lên tới 800.000 đồng. Để được tư vấn và hỗ trợ, các bạn hãy liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Đầu tiên Hiền sẽ giới thiệu với các bạn đó là dòng xe Honda Winric. Winric bên Hiền đang trưng bày ở đây đó là phiên bản đặc biệt màu bạc nhám và màu đen nhám. Ngoài ra sẽ có thêm cả màu đỏ nhám nữa. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn giá dao động khoảng hơn 39 triệu một chút thôi. Ngoài trả góp không mất lãi thì khi mua trả thẳng các bạn cũng sẽ nhận được loa và điện thoại các bạn nhé. Các bạn nhớ nhé, mua xe Winric các bạn sẽ có hỗ trợ trả góp không mất lãi 0%. Các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 20% giá trị của xe trở đi thôi. Các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền mức từ 8 triệu trở đi là các bạn đã sở hữu cho mình một em Honda Winric này rồi ạ. Còn phía bên tay phải đến đây có một chiếc Honda Winric màu đỏ xanh trắng rất là đẹp. Đây là phiên bản thể thao. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn cũng hơn 39 triệu một chút thôi. Để được tư vấn và báo giá thì các bạn hãy liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền sẽ hỗ trợ các bạn. Tiếp theo Hiền xin giới thiệu các bạn đó là chiếc xe Winric phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản tiêu chuẩn như Hiền đang trưng bày đây có màu trắng. Ngoài ra sẽ xem có thêm cả màu đen bóng và màu đỏ đó. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng 37 triệu các bạn nhé. Trả góp các bạn cũng chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 20% giá trị xe trở đi là các bạn đã không mất lãi gì ạ. Thời gian rất là linh động từ 6 đến 12 tháng. Thủ tục chỉ cần chứng minh thư và bằng lái xe hoặc là chứng minh thư và sổ hộ khẩu hoặc là căn cước công dân gắn chip các bạn ạ. Bên Hiền có hỗ trợ trả góp từ 18 tuổi trở đi các bạn nhé. Các bạn đủ 18 tuổi trở đi là các bạn đã có thể trả góp rồi ạ. Còn đây là một em màu bạc các bạn nhé. Màu bạc phiên bản đặc biệt đã được trang bị hệ thống phanh ABS ở kênh bánh trước nhé. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng hơn 39 triệu một chút thôi. Các bạn đang quan tâm đến màu nào hay phiên bản nào thì hãy liên hệ với Hiền sẽ hỗ trợ các bạn. Và đặc biệt là các bạn sẽ mua qua video này thì sẽ có nhận được các voucher giảm giá hoặc các quà khuyến mại như là mũ bảo hiểm áo mưa hoặc là thay dầu miễn phí. Thì để được tư vấn thì các bạn hãy liên hệ với Hiền sẽ hỗ trợ các bạn. Tiếp theo đó là chiếc xe SI thì bây giờ đang trưng bày đây đó là bản 150 CBS màu trắng. Ngoài ra sẽ có thêm cả màu đỏ và màu đen nữa. Phiên bản này bây giờ đã lên sẵn vành sơn đen rồi các bạn nhé. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng hơn 97 triệu một chút thôi. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền tới mức 30 triệu trở đi là các bạn đã sở hữu cho mình một em SI rồi ạ. Ngoài một phiên bản 150 ra thì sẽ có thêm cả bản 125 nữa. Bản 125 CBS bây giờ đang để giá cho các bạn là dao động khoảng 83 triệu rồi ạ. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền tới mức 20 triệu trở đi thôi là các bạn đã sở hữu cho mình một em SI rồi nhá. Còn nếu các bạn đam mê tốc độ hay là phân khối lớn thì các bạn hãy lựa chọn cho mình dòng xe SH350i này ạ. Đây là bên Hiền đang trưng bày đây đó là bản 350 bản màu xám các bạn nhé, màu xám xi măng rất là đẹp ạ. Cái bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn giá dao động khoảng tầm 148 đến 150 triệu thôi ạ. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước Hiền từ mức 30% giá trị xe trở đi thôi. Để được tư vấn cụ thể hơn thì các bạn hãy liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Ngoài ra thì bên Hiền cũng có thêm cả chương trình thu cũ đổi mới đó. Nếu các bạn đang có dòng xe nào muốn đổi qua xe mới thì hãy mang qua cửa hàng Hiền hoặc là gửi hình ảnh xe hiện tại cho Hiền thì sẽ báo giá và định giá xe cho các bạn nhé. Và đặc biệt là có các khách hàng ở khu vực lân cận, khu vực Tam Dương của bên Hiền ấy, thì bên Hiền đang bán rất là nhiều xe cho các khu vực khác. Ví dụ như khách hàng có địa chỉ ở xa cách khoảng 40-60 km đều qua bên Hiền mua xe, bên Hiền đều có hỗ trợ tiền giảm giá, hỗ trợ giá xe các bạn nhé. Như bên Hiền đang còn đây là dòng xe Ablade phiên bản 125, bản đặc biệt màu đen nhám. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn giá dao động khoảng hơn 48 triệu một chút thôi ạ. Ngoài ra sẽ có thêm cả bản tiêu chuẩn màu đỏ và màu xanh. Giá bên Hiền đang để cho các bạn là khoảng hơn 44 triệu một chút thôi. Thì để được tư vấn cụ thể các bạn hãy liên hệ với Hiền nhé. Như chiếc xe Ablade là bên Hiền cũng đã lên sẵn bộ xi mạ này. Bộ xi mạ ở theo xe rất là đẹp nhá. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cái Hiền tới mức 8 triệu trở đi thôi là các bạn đã sở hữu cho mình một em Honda Ablade màu đen nhám này rồi ạ. Tiếp theo Hiền xin giới thiệu với các bạn một dòng xe bây giờ cũng đang bán rất là chạy và đây là phiên bản vừa mới ra mắt năm 2022 này, đó là bản Ablade bản 160.
Như bản cũ là 150 thì ở phiên bản này thì đã là 160 rồi các bạn nhé. Đây là màu xanh nhám á. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn là chỉ 59 triệu đồng thôi. Trả góp các bạn cũng chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 10 đến 12 triệu trở đi thôi là các bạn đã sở hữu mình cho mình một em Honda Everblade phân khối là 160 này rồi các bạn ạ. Còn bên tay trái hiện đây đó là một chiếc Honda Everblade 125 màu đỏ các bạn nhé. Ngoài màu đỏ này ra sẽ có thêm cả màu xanh nữa. Đây là phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng 44 triệu ạ. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước Hiền từ mức 7 đến 8 triệu trở đi thôi. Tiếp theo Hiền xin giới thiệu với các bạn các dòng xe số của bên Hiền. Xe số của bên Hiền thì có đây là kho xe của bên Hiền các bạn nhé. Kho xe dưới tầng 1, bên Hiền còn kho xe trên tầng 2 nữa. Bên Hiền có đủ tất cả các dòng xe Honda. Các bạn đang quan tâm đến dòng xe Honda là Honda nào thì hãy liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về các dòng xe Honda. Đây như bên Hiền đang trưng bày đây có rất nhiều các dòng xe Honda Everblade phiên bản 160, 125 hay là SHI hay là Vision. Như chiếc Honda Everblade 160 này thì bên Hiền đã lên sẵn mặt nạ này. Mặt nạ trang trí rất là đẹp ạ. Bộ xi mạ theo xe nữa. Giá bên Hiền đang để giá dao động cho các bạn khoảng 59 triệu nhé. Còn bên cạnh đây đó là chiếc xe màu đỏ và màu xanh của Everblade phiên bản 125. Hai phiên bản này bên Hiền, bản tiêu chuẩn này bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng 44 triệu ạ. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 7 đến 8 triệu trở đi thôi là các bạn đã sở hữu cho mình một em Honda Everblade này rồi ạ. Hiền xin giới thiệu với các bạn một dòng xe Vision. Dòng xe này thời gian qua đang bán rất là chạy và có nhiều cửa hàng đang rất là thiếu xe, nhưng bên Hiền đang có sẵn xe ở đây nhé. Ở đây có bản đặc biệt màu xanh nhám và phiên bản cá tính màu xanh này các bạn nhé. Phiên bản đặc biệt này bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng giá dao động khoảng 44 cho đến 45 triệu thôi ạ. Còn phiên bản cá tính này giá dao động khoảng 49 triệu nhé. Thì để được tư vấn cụ thể hơn nữa thì các bạn hãy liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693. Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn. Còn như bên này đây, bên Hiền đang có trưng bày ở đây đó là dòng xe SHI. SHI như nãy Hiền vừa giới thiệu với các bạn đấy. Có ngoài màu trắng ra thì sẽ có thêm cả màu đỏ và màu đen như này các bạn nhé. Bên Hiền đang trưng bày ở đây đó là bản 125 CBS màu đen. Và bên Hiền cũng đang lên sẵn vành sơn đen rồi ạ. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng hơn 84 triệu thôi. Còn bản vành trắng thì giá khoảng hơn 83 triệu một chút. Để được tư vấn cụ thể hơn các bạn cứ liên hệ với Hiền hoặc kết bạn Zalo với Hiền sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn. Các bạn nhớ nhé, khi các bạn mua xe qua video này thì các bạn hoặc là trước khi qua cửa hàng ấy, các bạn có thể liên hệ với Hiền để được nhận các ưu đãi giảm giá khi mua xe online các bạn nhé. Còn đây là màu đỏ, màu thì các bên Hiền cũng không phân biệt chênh lệch về giá lắm đâu. Thì để được tư vấn thì các bạn cứ liên hệ với Hiền, Hiền sẽ hỗ trợ các bạn. Còn đây là một chiếc Honda Winix phiên bản giới hạn các bạn ạ. Phiên bản này bên Hiền cũng không còn nhiều xe nữa. Đây là bản giới hạn các bạn nhé, bảng màu đỏ đen ạ. Cái bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn chỉ 33 triệu đồng thôi ạ. Cũng có hỗ trợ trả góp không mất lãi. Thì các bạn chỉ cần trả trước Hiền mức từ 7 đến 8 triệu trở đi thôi là các bạn đã sở hữu cho mình em Honda Winix này rồi nhá. Đây là kho xe bên tầng 2 của bên Hiền. Bên tay phải ở đây có rất nhiều dòng xe SHI, có đủ hết tất cả các màu, màu trắng, màu đỏ và màu đen. Có đủ cả phiên bản 125 và 150. Các bạn đang quan tâm đến phiên bản nào hay là màu sắc nào thì hãy liên hệ với Hiền, Hiền sẽ hỗ trợ tư vấn và báo giá về các chương trình khuyến mại cho các bạn nhé. Còn như bên này sẽ có các dòng xe số như Wayfa, Future, Wayblade. Future thì thời điểm vừa qua cũng bên Hiền cũng đang bán rất là chạy. Ngoài màu đen ra thì bên Hiền có thêm cả màu xanh và màu có hai màu xanh như này các bạn nhé. Có cả vành lam và vành đúc. Giá bên Hiền đang để dao động cho các bạn khoảng 36 cho đến 37 triệu thôi ạ. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước Hiền từ mức 7 đến 8 triệu trở đi thôi là các bạn đã sở hữu cho mình một em Future này rồi ạ. Còn đối với dòng xe Wayblade và Wayfa, hai dòng xe bên Hiền đang bán rất là nhiều trong thời điểm này và đang là các bạn trẻ lựa chọn rất là nhiều. Và đặc biệt là khi mua xe trong thời điểm này các bạn sẽ được giảm giá luôn 800.000 các bạn nhé. Thì để được hỗ trợ thì các bạn hãy liên hệ với Hiền, Hiền sẽ hỗ trợ các bạn. Wayfa thì sẽ có 4 màu, màu xanh, màu đen, màu đỏ và màu trắng nhé. Thì để được tư vấn và báo giá hay là hỗ trợ thì các bạn hãy liên hệ với Hiền, Hiền sẽ hỗ trợ các bạn.